Các bạn, bây giờ mình sẽ lấy cái xương xương ngay cốt lết các bạn. Bây giờ mình hầm hầm với sá bấu. Đây, cái này là sá bấu các bạn. Cái này, cái người Ba Tàu họ gọi là sá bấu, mà ở miền Nam á thì sẽ gọi là sá bấu, nhưng mà ở miền Sài Gòn á họ sẽ gọi là củ cải muối nha các bạn. Ở này ở Sài Gòn sẽ gọi là củ cải muối, và khi mà mình ở dưới quê mình ở Sài Gòn á, mình đi mua sá bấu á, người ta không biết, người ta không có bán, và cái bà kia bà là người miền Nam á, cái bà mới biết, bà nói ồ con phải nói là củ cải muối, người ta mới biết là bán cho con. Thì mình qua đây mình mua như vậy nè, nó bán như vậy đó các bạn, một bịch như vậy là một đồng mấy các bạn, một đồng mấy. Họ làm kỹ vậy các bạn ha. Đó, giờ mình sẽ hầm, lâu quá rồi không ăn, mình ăn ngày hôm nay sẽ ăn là xương hầm sá bấu ha. Để cái món sá bấu này các bạn có thể hầm với thịt vịt nè, gà nè, bất cứ cái gì ăn cũng rất là ngon, và cái vị của nó rất là ngọt. Bây giờ mình sẽ bắt tay làm món này nha. Trước tiên là mình sẽ xắt cái này và mình ngâm nước muối. Các bạn biết không, cái này nó rất là mặn. Để mình ăn thử coi, bên đây nó làm mặn không? Nó cũng rất là mặn các bạn. Bây giờ các bạn sẽ tắt bỏng ra như gì, xong rồi mình ngâm với nước muối. Lý do tại sao là mình ngâm nước muối á, là cái vị mặn ở trong đây á, mình ngâm nước muối là nó sẽ nhả ra, nó nhả cái vị mặn ra bớt. Xin lỗi mọi người nha, em bị khan tiếng cho nên em nói nó hơi khó nghe chút xíu, người chịu khó ha. Mình sẽ xắt hết cái đống này nha mọi người. Sau khi nước nó đã lên tim thì mình sẽ thả cái xương này vào, mình hầm cho cái gai rất ngọt nha mọi người. Ôi vui, chỉ đau quá trời vậy, chỉ đau quấn tùm lum hết trơn vậy nè. Ồ quậy, ừ dễ lên, nó quậy quậy vô dữ vô. Bây giờ mình đã bỏ cái sá bấu vô rồi nè các bạn. Nè, sá bấu nè các bạn thấy không? Giờ mình bỏ vô mình hầm một chút xíu. Xong rồi các bạn, khi mà các bạn gần chín á, mình bắt xuống á, thì mình mới nêm nha các bạn. Tại vì ở trong sá bấu nhiều khi nó ra nước mặn á, mình đừng có nêm sớm quá. Nếu như nêm sớm quá nhiều khi nó sẽ bị mặn á. Cho nên bây giờ mình hãy hầm trước. Khi nào mà xong tắt bếp hãy nêm. Và mình đã bẻ mấy bông hành đó các bạn. Bông hành này, bông hành hình như nó có hột hay sao, da kiến cắn bà nội ơi, kiến các bạn ơi, bông hành nó có kiến quá trời các bạn ơi, ở trong đây chắc nó có hột á. Mình chừa lên thử rồi, mình chừa mình phơi khô thử rồi nè, nó nở hết nè các bạn. Rồi các bạn thấy cái bông hành cho bá luôn, bá nó chút mình tắt bếp. Mình bỏ này vô cho nó vừa héo lại, cái mình tắt bếp bắt xuống này. Sau khi nước nó sôi thì mình đã bỏ hành vào các bạn. Nè, cái nồi canh của mình bây giờ đã hoàn thành rồi. Mình nêm nếm cho nó vừa ăn, nêm một chút xíu muối, một chút xíu bột ngọt, và bỏ một ít tiêu cho nó vậy mùi lên là được rồi mọi người. Mình chờ cho nó cái hành này nó mềm, nó xèo xuống, mình bắt bếp xuống ngay nha mọi người. Không. Nó kêu lấy iPad hả? À, cái phần này thấy vậy nó hơi già. Phần hành đó mọi người. Hành. Cây hành. Ăn cái phần sá bấu nè, anh hầm á, nó ngọt. Ngọt nước. Ở này khô. Bám ăn. Khô hay cá? Khô. Vehicle colors.
cắm vô vừa ăn nè. Cái này là nước mắm me mình không chảy. Dạ, mang cơm rồi. Nữa là ngon, nước mắm me ngon. Nãy giờ hầm lâu vậy, ngọt nước anh ha. Rồi cái sá bấu nó ra nước ngon. Em thích ăn cái mấy cái món mà hầm từ sá bấu á. Ăn nó ngọt. Gà cũng vậy. Các bạn mua con gà vợ bạn hầm với sá bấu. Ăn nó ngọt dữ lắm. Mà cái thịt con gà nó màu đỏ. Nó đổi sang màu đỏ đỏ đẹp lắm. Seal. Wolf. Arctic fox. Arctic fox. Coyote. Cái xương này xương lưng đúng không anh? Xương lưng, xương cổ. Đây là phần sả bấu nè mọi người. Nãy ngâm bóp nước đó. Nó lạc rồi. Rabbit. Stick bug. Stick bug. Weasel. Weasel. Này mình chấm với nước mắm. Nước mắm mặn. Phải làm chút dưa ớt. Yellow. Hồi đó em ở dưới quê mẹ phải, lúc còn không có tiền á, mua đầu heo á, sò heo á, cái xương của cái đầu heo á, họ lát dùm vào mắt đấy, mua cái đầu đó vậy về hầm ăn. Bởi vì ăn cái món này là nhớ tới cái món đó. Mà hồi đó, hồi nhỏ, mẹ bữa nào bà hầm cái đó là coi như là trúng mắm đó. Là mới hầm cho ăn. Is 88 days. I'm the smallest, but I'm lots of fun. My name is Venus. I'm the hottest planet, but the second planet from the sun. Cái mặt bông nó sơ chưa? Yeah. Bữa phải mình bán ăn được ha? Lâu quá. I'm the only planet with organic life, so take care of me, cause we're all one. My name is Mars. I am red in color. I'm the fourth planet
from the sun. I have the highest mountain in our solar system, a volcano named Olympus Mons. There are 8 planets in the solar system. We revolve around the sun. Join us to learn about the different planets. Now sing along and have some fun. My name is Jupiter. I am covered in clouds. I'm the 5th planet from the sun. My giant red spot is a raging storm. As for size, I'm the biggest one. I am brown in color. Anh gì rồi? Ăn cái món này anh gì ăn được. My outer rings are extremely thin. My name's Uranus. I am blue in color. I'm the 7th planet from the sun. Humans have named me the icy planet because I am the coldest one. My name is Neptune. I am blue. Tối anh ăn với bánh phở nước nè. Thì phở bỏ hũ á để nó khô. Khô thiêu vậy. Khỏi quá. Mới ăn rồi ăn được nữa. Bữa này mày nấu ngon quá rồi ha. Từ từ thôi, nuốt nhiều quá, nuốt không kịp á. Bữa này mày nấu ngon quá ăn. À, nãy ăn tô rồi, bây giờ ăn thêm cái này nữa. Lactose intolerance. Caffeine consumption. What shape is it? It's an oval. What is it, collection? À, ở dưới á mà dưới quê mình á mấy bữa mà đám cưới rồi đó anh. Đúng không? Chặt mấy phần xương nè. Hồng á hả? Phải ban đêm á. Ăn nó ngọt. Mới thứ bảy á. Quá. Thật không? Mà anh nói gì làm không? Bút thêm đi, anh ăn nữa bút. À, chén mình ngọt. Thương rồi. Thương rồi. Ê, ngọt. Ờ, thơm mong mình. Nè. Thank you.
Tiger shark. Bữa cơm này đã kết thúc rồi, xong rồi. Hết đâu nguyên mọi người. Ồ, đắt hàng quá trời luôn. Bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video sau. Bye.